Bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Phùng Thiệu Phong đau đớn về nỗi đau của Triều Lê Dịn, đưa ra quyết định bù đắp cho vợ cũ. Truyền thông Trung Quốc không khỏi xôn xao trước tin đồn về quyết định táo bạo của Phùng Thiệu Phong nhằm bù đắp những tổn thương mà Triều Lê Dịn đã gặp phải. Cách đây gần một năm, Triều Lê Dịnh và Phùng Thiệu Phóng bất ngờ xác nhận đã ly hôn khiến công chúng không khỏi ngượng ngàng. Giờ đây khi mọi người đã có cuộc sống riêng thì khi một trong hai có động thái thì đối phương lập tức nhận được sự chú ý. Điều đang nói là không ít netizen còn mong cả hai tái hợp với nhau. Thế nhưng người trong cuộc vẫn luôn chỉ im lặng vì chuyện đời tư. Tuy nhiên, mới đây, Trang Quy Quy có bài viết gây xôn xao dư luận khi tiết lộ tình hình hiện tại của Phùng Thiệu Phong. Theo đó, gần một năm ly hôn, Phùng Thiệu Phong vẫn luôn đau đáu và ảnh này khi suốt thời gian chung sống vợ chồng Triều Lê Diện vẫn luôn gặp phải sự kìm kẹp gai gắt đến từ mẹ chồng. Đặc biệt vì muốn bù đắp cho vợ cụ mà nam diện viên đưa ra quyết định bất ngờ, đó chính là từ bỏ quyền nuôi con của mình, cho bé tưởng tượng được trở về bên mẹ. Sau khi thông tin này được chia sẻ, không ít người hoài nghi về độ xác thực, Bên cạnh đó, đông đạo người hâm mộ lại khát khao cặp đôi có thể tái hợp khi cho rằng cả hai vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Trước đó, Trang Quy Quy có một bài viết liên quan đến mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong và hé lộ vì nguyên nhân của hôn nhân tan vợ. Theo đó, Trang này viết rằng mẹ Phùng Thiệu Phong tiết lộ chiều lời dịn quá bận rộn với công việc nên ngoài sau khi kết hôn lại không đồng ý sinh con thứ hai nên cả hai đã quyết định ly hôn. Động thái này đã khiến nhân mạng chỉ trích tư tưởng củ của hụ của ba Phùng, chỉ vì muốn con dâu ở nhà lo chuyện nhà cửa, chồng con. Trang Quy Quy cho biết nhiều netizen gay gắt bên Triệu Lê Dịnh và cho rằng nàng Dịnh Bạo cần có sự nghiệp riêng của mình. Sau ly hôn, Triệu Lê Dịnh chưa từng nhắc đến chuyện đời tư mà tập trung cho sự nghiệp, còn Phương Thiệu Phong ngày càng im hơi lặng tiếng trên mọi mặt trận từ mạng xã hội cho đến sự nghiệp nhận xuất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.